And Đồng bào Úc, chúng ta sắp đạt đến rồi. Hãy đặt cuộc hẹn chích vaccine của bạn tại trang mạng australia.gov.au được chính phủ Úc tại camera ủy quyền. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, ngày hôm qua, Queensland đã có ca nhiễm đầu tiên với chủng Omicron, trong khi TGA đã tạm thời chuẩn nhận cho vaccine Moderna được sử dụng để chích mũi booster cho cư dân Úc từ 18 tuổi trở lên. Trong khi đó, thì tại Tây Úc, 1.900 viên chức đã không chủng ngừa trước thời hạn quy định. Tại Melbourne, chính phủ tiếp tục duy trì chính sách cưỡng bách chủ ngừa cho những tay vợt tham dự giải quần vợt Australian Open vào đầu năm tới 2022. Trong khi đó, thì về mặt liên bang, nguồn tin chính phủ cho biết là biên giới quốc gia sẽ được mở cửa vào ngày 15 tháng 12 cho du học sinh và di dân tay nghề. Bộ trưởng Thương mại Denton nói rằng chính phủ chưa có quyết định cụ thể nhưng cũng không có lý do gì để đình hoãn ngày mở cửa biên giới quốc gia một lần nữa. Đáng lẽ biên giới quốc gia đã được mở cửa vào ngày 1 tháng 12 nhưng đã bị đình hoãn 2 tuần vì sự xuất hiện của chủng biến thể Omicron. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021. TGA chuẩn nhận vaccine Moderna sử dụng chiếc mũi booster cho cư dân Úc từ 18 tuổi trở lên. Sau khi đã chuẩn nhận cho vaccine Pfizer dùng để chích mũi tăng cường booster, thì ngày hôm qua, cơ quan kiểm soát dược phẩm TGA cũng đã chuẩn nhận cho phép sử dụng vaccine Moderna để chích mũi booster cho tất cả cư dân Úc từ 18 tuổi trở lên. Giai đoạn kế tiếp là Ủy ban Cố vấn Atagi cũng đang nghiên cứu vấn đề và Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết là Atagi sẽ có quyết định trong vòng 2 tuần lễ sắp tới. Nếu được cả TGA và Atagi chấp nhận, thì Moderna sẽ là vaccine thứ nhì cùng với Pfizer được sử dụng để chủng ngừa cho mũi tăng cường booster. Bộ trưởng Red Hunt cho biết, việc bổ sung vaccine ngừa COVID-19 của Moderna vào chương trình chủng ngừa mũi booster là để cư dân Úc có thêm sự lựa chọn. Cũng trong ngày hôm qua, TGA đã cảnh báo là thành phần cư dân trên 12 tuổi nếu có hệ miễn dịch yếu kém thì hãy sớm chủ ngừa mũi tăng cường booster nhằm mục đích đưa hệ miễn dịch về mức như người khỏe mạnh. Cũng theo TGA thì đối với thành phần này, mũi booster có thể trích sau 28 ngày trích mũi thứ nhì chứ không cần chờ đến 6 tháng sau như những người khỏe mạnh. TGA đã đưa ra các tuyên bố này sau khi đánh giá cẩn thận các dữ liệu sẵn có về sự hỗ trợ, tính an toàn và hiệu quả của vaccine. Ngoài ra, đối với thành phần trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sau khi đã được chuẩn nhận bởi TGA thì hiện nay đang được ATAGI cứu xét khẩn cấp để vaccine Pfizer với liều lượng thấp được sử dụng để chủng ngừa cho thành phần này vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, tức là trước khi năm học mới bắt đầu. Pfizer, Moderna, AstraZeneca chuẩn bị khả năng đối phó với khả năng né tránh vaccine của biến chủng Omicron các khoa học gia đã đạt được thành tích kỷ lục khi nghiên cứu và chế tạo được vaccine chống lại virus COVID-19 trong vòng 12 tháng vì thông thường các loại vaccine khác đã mất từ 5 đến 10 năm mới hoàn tất nghiên cứu. Tuy thành quả của các khoa học gia đã cứu vớt sinh mạng của hàng triệu người tránh bị nhiễm virus COVID-19, tuy nhiên virus này không dừng lại ở giai đoạn nguyên thủy khi mà hàng chục biến thể mới đã dần dần xuất hiện và trong năm nay 2021, Nguy hiểm nhất là biến chủng Delta. Tuy vậy, hoàn cảnh đã hầu như hoàn toàn thay đổi khi chủng biến thể Omicron được phát hiện tại Nam Phi vào ngày 9 tháng 11 vừa qua. Và thời điểm này, tuy các giới chuyên gia chưa khám phá được tất cả những bí ẩn của Omicron, nhưng các khoa học gia có vẻ tin rằng Omicron có khả năng né tránh các loại vaccine đang được sử dụng bởi vậy các tổng công ty dược của mỹ như pfizer và moderna cũng như astrazeneca của anh hiện đang nỗ lực để xác nhận xem biến chủng omicron có khả năng né tránh các loại vaccine hay không và trong trường hợp này thì cần phải đối phó như thế nào hoa kỳ hiện đang dẫn đầu thế giới để tìm ra một loại vaccine thích hợp chống lại biến chủng omicron ngoài ra hoa kỳ cũng là quốc gia đầu tiên sử dụng kỹ thuật mới mrna để sản xuất vaccine và có lẽ kỹ thuật mới này sẽ được điều chỉnh để tạo ra một loại vaccine mới nhanh chóng hơn là sử dụng kỹ thuật cổ điển. Theo tiến sĩ Celine Cowder, một chuyên gia dịch tễ học của phân khoa y học tại Viện Đại học New York, thì biến chủng Omicron có 3 đặc tính mà các giới chuyên gia lo ngại. Thứ nhất là Omicron có khả năng lây lan nhiều hơn. Thứ nhì là chúng ta chưa biết được Omicron có thể gây ra tình trạng bệnh nặng hay không. Và thứ ba là khả năng mà Omicron có thể né tránh được những kháng thể. Và đặc điểm thứ ba này là điều mà các giới chuyên gia lo ngại nhiều nhất. Hiện nay, biến chủng Omicron đã lan tràn tại hơn 60 nước trên toàn thế giới, kể cả tại Úc. Chủng Omicron có nhiều cầu gai, có khả năng dịch chuyển nhanh chóng mà vài chuyên gia tin là nhanh hơn gấp đôi so với biến chủng Delta. Và có lẽ điều quan trọng hơn là hình như biến chủng Omicron có khả năng né tránh các loại vaccine, và do đó sự hữu hiệu của vaccine không còn ở mức độ cao như trước đây. Bởi vậy mà nhiều chính phủ cũng như các công ty dược đang nghiên cứu khả năng chế tạo một loại vaccine booster tăng cường đặc biệt để chống lại Omicron. Vào thời điểm này thì có vẻ như biến chủng Omicron có khả năng lây lan gấp đôi so với biến chủng Delta. Tuy vậy, tiến sĩ Gauder vẫn lạc quan tin rằng các loại vaccine hiện đang có vẫn có thể phần nào bảo vệ được chúng ta, đặc biệt là với những ai đã chích mũi booster đại dịch COVID-19. Nước Úc sẽ chuẩn nhận khẩn cấp bất cứ vaccine mới nào có hiệu lực đối với chủng mới Omicron. Sau khi Nam Phi phát hiện chủng biến thể mới Omicron, thì lập tức các tổng công ty dược tại Mỹ như Pfizer và Johnson Johnson cũng như AstraZeneca tại Vương quốc Anh đều đã bắt đầu nghiên cứu cẩn thận về biến chủng Omicron. Nhắc lại là trước đây công ty Pfizer đã loan báo là họ có thể tìm ra một loại vaccine thích hợp trong vòng 100 ngày trong khi công ty Moderna thì tin rằng họ có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng cho một loại vaccine mới trong vòng từ 60 đến 90 ngày. Tất nhiên là nước Úc sẽ phải nghiên cứu và chuẩn nhận bất cứ một loại vaccine mới nào. Và cho đến thời điểm này, chính quyền Úc vẫn giữ nguyên chính sách đối với các chủng biến thể, kể cả Omicron. Về trường hợp khẩn cấp thì có sự khác biệt giữa Úc Châu ở khu vực Nam Bán Cầu và các nước tại Bắc Mỹ và tại châu Âu hiện đang bước vào mùa đông. Cũng vì vậy mà nhiều chuyên gia cho rằng nước Úc đang trong thời gian trăng mật vì Úc Châu đang bước vào mùa hè và còn nhiều tháng nữa thì mùa đông mới đến và đó cũng là thời gian mà dịch bệnh có thể lây lan nhanh chóng hơn. Như là một biện pháp tạm thời, các chính phủ Mỹ, Canada cũng như châu Âu và ngay cả tại Úc đều đang thúc giục cư dân nhanh chóng chủng ngừa mũi booster thứ ba. Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã loan báo một chiến lược quốc gia mới để đối phó với biến chủng Omicron. Ông Biden nói rằng Thế giới sẽ chống lại chủng Omicron với phương tiện khoa học sẵn có và tốc độ nhanh chứ không phải với tình trạng hỗn loạn như thời điểm đầu tiên của đại dịch COVID-19, tức là vào đầu năm 2020. Đại dịch COVID-19. Phó thủ tướng Úc bị xác nhận dương tính tại Mỹ. Phó thủ tướng Barnaby Joyce đã đến Washington trong tuần này và hôm qua phát biểu trên đài phát thanh ABC, ông Barnaby Joyce xác nhận là ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và hiện đang trong thời gian cách ly. Trong phần phỏng vấn này, phó thủ tướng Joyce cho biết là ông đã chủng ngừa đủ hai liều vaccine. Tuy nhiên, sau khi đến Washington, thì ông đã có những triệu chứng bị nhiễm Covid-19 từ vài ngày trước và kết quả thử nghiệm ngày hôm qua đã xác định ông bị dương tính. Cho đến thời điểm này, thì ông Barnaby Joyce cũng chỉ có những triệu chứng nhẹ như là đau nhức cơ bắp và mệt mỏi. Tuy nhiên, điều làm ông khó chịu nhất là phải sống cách ly một mình. Trong khi đó thì tại Úc, thủ tướng Scott Morrison và thủ hiến New South Wales, Dominic Perrottet, hồi cuối tuần qua đã có mặt tại cuộc đua xe hơi gọi là Bathurst 1000. Tại đây, thủ tướng Morrison đã tiếp xúc với rất nhiều tay đua cũng như nhiều khán giả. Tuy vậy, sau cuộc thăm viếng của thủ tướng và thủ hiến, thì Bộ Y tế New South Wales đã ban hành một lệnh cảnh báo là Bathurst 1000 tại Mount Panorama là một địa điểm có quan tâm vì đã xuất hiện ca dương tính. Bathurst 1000 là một cuộc đua xe được tổ chức hàng năm và rất được quan tâm bởi giới trẻ tại Úc. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Bộ Y tế, thủ hiến Perrottet xác nhận đúng là ông đã có mặt tại cuộc đua này, nhưng ông đã không có tiếp xúc gần với bất cứ ai. Riêng đối với Thủ tướng Morrison thì do đã tiếp xúc với rất nhiều tay đua, thậm chí là Thủ tướng Morrison đã cùng tham gia một chặng đua ngắn bằng cách ngồi bên cạnh tay đua và do đó văn phòng thủ tướng xác nhận là ông Morrison sẽ tuân thủ các quy định về y tế, có nghĩa là phải sống cách ly và thử nghiệm. Biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Greg Hunt và chính sách mới của Đảng Lao động. Bộ trưởng y tế Greg Hunt nhiều năm trước kia đã từng giữ nhiệm vụ trong vấn đề biến đổi khí hậu. Trong thời gian còn là sinh viên đại học, ông Greg Hunt cũng đã trình bày một bài luận về phương cách chống đối biến đổi khí hậu và hình như đây là một tài liệu có rất nhiều tính lực và cũng nhờ đó mà ông đã đạt được bằng thạc sĩ. Vào năm 2013, khi liên đảng thắng cử, Thủ tướng Tony Abbott lúc bấy giờ đã bổ nhiệm ông Greg Hunt làm bộ trưởng môi sinh với nhiệm vụ hủy diệt chính sách Carbon Tax của chính phủ lao động tiền nhiệm. Carbon Tax là một vấn đề nhạy cảm tại Úc. Bởi lý do là các nhà xuất cảng hàng hóa và dịch vụ tại Úc sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi phải cạnh tranh với các nhà xuất cảng nước ngoài vì họ không cần trả thuế carbon tax. Trong tiến trình này thì ông Greg Hunt đã có sáng kiến tạo ra một phương thức để giải quyết vấn đề và hiện nay có vẻ như Đảng Lao động đang sử dụng phương thức này trong chính sách biến đổi khí hậu. Một cách tổng quát thì Đảng Lao động muốn sử dụng phương thức kiểm soát năng lượng, tức là clean energy regulator để dần dần giảm hạ mức độ khí thải nhà kính CO2 được gọi là đường cơ sở, tức là baseline, trong tiến trình dần dần đạt mức zero vào năm 2050. Tiến trình này có vẻ như đã nhận được sự ủng hộ tối đa từ Hội đồng Thương vụ, tức là Business Council. Tóm lại thì đảng lao động hiện nay đang sử dụng cơ chế mà chính quyền Tony Abbott trước kia đã đề ra mà tác giả không ai khác là Bộ trưởng Môi sinh lúc bấy giờ, ông Greg Hunt. Nhắc lại hiện nay ông Greg Hunt đang là Bộ trưởng Y tế và ông cũng đã tuyên bố tự nhiệm rời khỏi chính trường vào năm tới 2022 để chu toàn trách nhiệm của một người cha trong gia đình. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, Canberra chính thức loan báo tẩy chay ngoại giao. Sau khi đã nghiên cứu vấn đề trong nhiều ngày, thì ngày hôm qua Thủ tướng Morrison đã chính thức loan báo là chính phủ Úc sẽ tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh vào đầu năm 2022. Điều này có nghĩa là một cách chính thức, đại diện chính phủ Úc sẽ không tham dự Thế vận hội này. Tuy nhiên, phái đoàn vận động viên của Úc thì vẫn sẽ được tài trợ tài chính để đến Bắc Kinh tham dự các cuộc tranh tài tại Thế vận hội mùa đông này và đây cũng là phương thức mà tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định. Ngoài Úc và Mỹ thì chính phủ Canada và Vương quốc Anh cũng đã có quyết định tương tự. Bắc Kinh tất nhiên là đã có phản ứng mạnh mẽ đối với quyết định của Canberra và đã chỉ trích chính phủ Úc là đã theo gót chân của Mỹ một cách mù quáng. Nhắc lại là chính phủ tại các quốc gia dân chủ phương Tây đã quyết định tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh là vì hồ sơ vi phạm nhân quyền tồi tệ của Trung Quốc, đặc biệt là chính sách diệt chủng đối với tập thể người thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo tại Tân Cương. Ngay sau khi Canberra đưa ra thông báo một cách chính thức, thì Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra cho rằng sự thành công của nước Úc tại Thế vận hội không phụ thuộc vào sự hiện diện của các quan chức nước này. Trong tuyên bố trên tài khoản WeChat chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc chúc các vận động viên Úc sẽ có màn trình diễn tuyệt vời tại Thế vận hội mùa đông và tin rằng họ sẽ được chứng kiến một kỳ Olympic đơn giản, an toàn và đặc sắc. Tuyên bố một lần nữa đổ lỗi những khó khăn hiện nay trong quan hệ song phương trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chính quyền Úc châu. Đồng thời kêu gọi Canberra có các biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện quan hệ song phương. Theo Bắc Kinh, việc Úc châu tuyên bố sẽ không cử các quan chức tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh đi ngược lại với tuyên bố công khai của họ về việc mong muốn cải thiện quan hệ Trung Quốc và Úc. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.